xin giới thiệu đến quý vị phần đầu hồi ký Nhà thơ đi lính của tác giả Phạm Tính An Ninh qua giọng đọc Nguyễn Tài. Để tưởng nhớ Ibrahim Nie và lại Trọng Hà. Tôi không biết làm thơ. Chính xác hơn là tôi dốt đặc về thơ. Nhưng có điều tôi rất mê thơ. Thời mới vào trung học, tôi đã từng nắn nót chép những bài thơ của mấy ông Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Đinh Hùng, Thâm Tâm vào những tập giấy đủ màu xanh đỏ, đóng biệt cứng với cái tựa mạ vàng. Tôi còn thuộc lòng hết mấy bài thơ tình. Biết ai làm thơ hay, có đôi bài đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Năm, Phổ Thông, Phụ Nữ Diễn Đàn hay Văn Nghệ Tiền Phong là tôi xem như thần tượng. Gửi thư cho tòa soạn, xin địa chỉ viết vài dòng làm quen, dù rất hiếm khi nhận được hồi âm. Lớn lên, vào lính, ngoài hành trang ba lô súng đạn, tôi luôn mang theo hồn thơ lai láng. Khi ấy tôi cũng vừa khám phá ra điều thú vị. Người lính, đời lính và tình yêu của lính chính là đề tài lớn nhất cho các nhà thơ, nhạc sĩ sáng tác. Những chiều dừng quân, nghe tiếng gió rừng, hòa tiếng suối reo, hay những lúc băng qua cánh rừng đầy hoa sim tím, tôi lại buộc miệng thì thầm vài câu thơ quen thuộc. Nàng thơ lúc nào cũng ngự trị trong tôi, theo tôi đến mọi chân trời góc biển. Đơn vị tôi là một tiểu đoàn tác chiến lưu động, có mặt trên hầu hết các địa danh vùng hai chiến thuật. Rày đây mai đó, có khi buổi tối còn đóng quân trong núi rừng Quảng Đức, Lâm Đồng, chiều hôm sau lại có mặt ở bờ biển Tuy Hòa, Phan Thiết. Tôi nhận trung đội với chỉ 25 người lính, thượng nhiều hơn kinh. Trong đó có một anh trung sĩ tên Ibrahim Nie, có học hành, tư cách và kỷ luật. Đặc biệt, anh có đôi mắt đẹp, mơ màng. Không biết gia đình giàu có thế nào, nhưng nghe nói anh được học trường Tây, nói tiếng Pháp còn giỏi hơn tiếng Việt. Trong ba lô của anh lúc nào cũng có cuốn truyện tiếng Pháp. Anh được tất cả lính thượng trong đơn vị kính nể, bảo điều gì cũng nghe răm rắp. Ngược lại, anh cũng luôn quan tâm, lo lắng đến đời sống và tranh đấu cho quyền lợi của họ. Xin cho được đi phép và cam kết họ sẽ trở lại đơn vị. Vì thời ấy, đa số lính thường khi về buôn bản, họ không muốn ra đi, bỏ lại nương rẫy vợ con nữa. Rất may là anh ta rất quý mến tôi. Hai thằng trở thành bạn thân khi tôi biết anh cũng rất thích thơ và biết làm thơ. Những ngày đóng quân trong rừng, anh thường ngồi đọc cho tôi nghe mấy bài thơ tình lãng mạn. Anh còn cho tôi nghe những bài thơ được anh dịch ra tiếng thường và dạy cho tôi nói một vài tiếng ê đê. Anh hãnh diện khoe với tôi, anh là cháu ruột của nhân sĩ trí thức Iyut, người đã tìm hiểu mẫu tự Latin và vần ê đê để đặt ra bộ chữ viết ê đê ngày nay. Đôi lúc tôi thắc mắc và thầm tiếc là tại sao một người sắc tộc có trình độ như anh mà chỉ làm trung sĩ tiểu đội trưởng tác chiến. Tại sao chính phủ không sử dụng anh ở những vai trò khác hữu ích hơn? Nhưng rồi lại thấy nhờ may mắn có anh mà đời lính của tôi vui và thi vị hơn. Một hôm, sau cuộc hành quân tại vùng Đa Ngư Phú Lạc, một khu núi đá nằm gần vũng Rô Đá Bia, đơn vị tôi thắng lớn, tịch thu cả một kho vũ khí của địch, được lệnh kéo về Tuy Hòa làm lễ khao quân và tái bổ sung quân số, quân trang đạn dược. Trung đội tôi được nhận thêm 6 tân binh. Trong số đó có một trung sĩ và một hạ sĩ mà trong mặt mày
tôi đoán biết cũng chỉ vừa mới rời ghế nhà trường để đi vào nơi gió cát. Có điều khác là chàng trung sĩ trẻ thì vui vẻ, năng động, kỷ luật, còn anh hạ sĩ thì hơi có vẻ lè phè, tóc tai để dài, có cả hàm râu mép, rất ít nói, thường trả lời chỉ bằng một cái gật đầu mỉm cười, lơ đãng. Tôi thường thấy anh ngồi một mình tư lự, đôi khi nhắm mắt nhìn trời, miệng thầm thì những điều gì không ai hiểu được. Cái tên cũng đẹp, lại trọng hà, trùng họ và chữ lót với một thằng bạn khá thân của tôi thời trung học, lại trọng sang. Mới đầu tôi nghĩ có thể là anh em vì hai chữ sang hà, nhưng anh ta cho biết là không có bà con dây dưa rễ má gì với thằng bạn của tôi cả. Sau này tôi biết anh ta đã bị đánh rớt trong một khóa hạ sĩ quan đồng đế. Thay vì bạn bè ra trường với cấp bậc trung sĩ, chỉ duy nhất có anh là hạ sĩ. Tôi vừa thấy tội nghiệp, nhưng cũng vừa có một chút thành kiến. Nghĩ anh ta chắc cũng thuộc loại ba gai, bất cần đời, khó trị. Không khéo sẽ gây ảnh hưởng xấu cho đám binh sĩ khi tôi chỉ là thằng trung đội trưởng còn non choẹt, chưa có một chút kinh nghiệm chỉ huy cũng như chiến trường. Dù vậy, lúc nào tôi cũng tỏ ra thân thiện và giúp đỡ, mặc dù anh không hề có bất cứ yêu cầu nào. Với một chút tâm lý, tôi không đưa anh ra tiểu đội, mà giữ anh lại ban chỉ huy trung đội, mang khẩu phóng lựu M79. Thời ấy, loại súng M79 mới được trang bị còn rất hiếm, nên mỗi trung đội chỉ có một khẩu, và người lính nào mang M79 được đi theo trung đội trưởng. Không ngờ anh ta cũng rất thích thơ và thuộc rất nhiều thơ. Và dường như những bài thơ là sợi dây màu nhiệm buộc bọn tôi lại với nhau. Chỉ một thời gian, anh trung sĩ Ibrock, hạ sĩ Hà và tôi trở nên rất thân tình. Ngoài tình đồng đội, chúng tôi xem nhau như là bạn, là anh em. Nhưng ông tiểu đoàn trưởng của tôi thì không ưa chàng hạ sĩ này. Mỗi lần bắt gặp, ông luôn quát: "Ông tướng này phải cắt tóc tai cho đàng hoàng, cạo râu đi nghe chưa, lè phè là không được với tôi đâu." Tôi bảo nhỏ anh ta: "Thấy đại bàng phải né đi chứ." Anh chỉ cừ trừ, rồi đâu cũng vào đấy. Lúc đó ông trung sĩ nhất trong đội phó của tôi lên thượng sĩ, được chuyển về làm thường vụ tiểu đoàn. Tôi xin rút trung sĩ Ibrock về làm trung đội phó. Ba thằng chúng tôi ở gần nhau hơn, ăn cơm chung và nằm cạnh nhau dưới các giao thông hào. Ibrock có một biệt tài mưu sinh. Những lúc đóng quân giữa núi rừng, anh thường làm bẫy bắt thú rừng hay hái về những loại trái cây, rau rừng ăn được. Những bữa cơm lính trở nên thịnh soạn hơn. Còn anh chàng hạ sĩ thì chỉ mang về các cụm lan rừng hay đôi cành hoa sim tím treo lủng lẳng trên đầu võng hay trước các giao thông hào. Những chiều đóng quân, nếu không đụng địch, anh nằm đu đưa trên võng, đọc cho bọn tôi nghe vài bài thơ hay. Không ngờ những bài thơ đã làm cho bọn tôi thấy đời lính đẹp hơn, lãng mạn hơn, mà quên mất phần nào nhọc nhằn, nguy hiểm. Cuối tháng, trung đội nhận được tờ báo chiến sĩ Cộng Hòa do ban tâm lý chiến tiểu đoàn phân phối, luân phiên trong đại đội. Theo thói quen, tôi mở đọc trang thơ trước và rất ngạc nhiên khi thấy một bài thơ đề tặng mình, có ghi rõ đơn vị nữa. Bài thơ dài, chiếm cả nửa trang giấy, thật hào sảng mà cảm động. Có cả những địa danh mà đơn vị tôi vừa mới đi qua. Tác giả là một cái tên khá quen, Mây Cao Nguyên. Trước đây tôi đã đọc nhiều bài thơ của nhà thơ này và thường gật đầu tâm đắc. Nhưng tôi đâu có vinh dự gặp gỡ quen biết
mà anh làm thơ tặng tôi. Và làm sao anh ta biết đơn vị tôi đã từng đi qua những địa danh xa lạ, những vùng núi rừng hoặc làng mạc nghèo nàn, xác xơ heo hút, mà qua bài thơ bỗng trở nên thơ mộng và đẹp đẽ đến không ngờ. Tôi đem bài thơ ra khoe với anh trung sĩ Ibrock và hạ sĩ Hà, và hỏi có phải một trong hai người là thi sĩ Mây Cao Nguyên. Cả hai lắc đầu. Hà bảo Mây Cao Nguyên không phải con trai, mà là một cô bạn gái của anh. Có lẽ đọc mấy lá thư của anh gửi về tả cảnh hành quân và ông trung đội trưởng trẻ tuổi dễ thương nên cảm tác bài thơ ấy. Anh bảo có dịp anh sẽ giới thiệu bọn tôi với nhà thơ nữ này. Ibrock dịch bài thơ ra tiếng thường, đọc cho đám lính thường nghe. Tôi chẳng hiểu gì ngoài những tiếng vỗ tay của những người lính rất đổi chân chất hồn nhiên ấy. Một lần trung đội đang ăn cơm để chuẩn bị đóng quân đêm, bỗng ông đại đội trưởng đến tận nơi ra lệnh trung đội nghỉ ngơi một lúc, chờ trời tối sẽ di chuyển đến một địa điểm để phục kích. Tin tức cho biết có một mũi công tác Việt Cộng vừa xâm nhập vào khu làng nhỏ bên cạnh nhận tiếp tế. Đến khuya hoặc trời gần sáng, bọn họ sẽ rút trở lại lên núi. Trung đội được tăng cường thêm một tổ trung liên, có nhiệm vụ phục kích để tiêu diệt trên đường địch rút ra. Địa điểm phục kích là một ngã ba nằm phía sau làng, cách chân núi vài trăm thước. Ông đại đội trưởng đưa cho tôi tấm bản đồ, chỉ cho tôi cái ngã ba, hướng dẫn cách bố trí quân và vài điểm tác xạ tiên liệu pháo binh ông đã chấm sẵn. Tôi lấy hướng trên địa bàn và tính khoảng cách từ điểm xuất phát đến mục tiêu khoảng 4 cây số, di chuyển trên con hương lộ nhỏ. Tất cả chỉ mang theo vũ khí và đạn dược. Ba lô gửi lại cho đại đội. Đúng 8 giờ xuất phát. Trời cuối tháng nên tối như mực. Tôi lo ngại có thể thất lạc hoặc bị lọt ổ phục kích. Ibrock tình nguyện dẫn tiểu đội đi đầu. Những người lính thường rất có kinh nghiệm đi đêm trong rừng. Đôi mắt của họ như là những ngọn đèn thần. Chưa tới 30 phút đã đến ngã ba. Tôi nắm tay từng anh tiểu đội trưởng đến địa điểm chỉ cách bố trí và gài mìn Claymore phía trước tuyến phục kích. Hai cây trung liên ba được đặt trên hai mô đất cao có xạ trường tốt nhất hướng về phía con đường làng, nơi địch sẽ rút ra. Ibrock xin theo tiểu đội người thường được tăng cường tổ trung liên nằm riêng tại địa điểm trọng yếu bên kia ngã ba đường, nơi địch sẽ xuất hiện trước nhất. Anh cẩn thận gài một quả mìn Claymore ở phía sau tuyến đề phòng bất trắc. Tôi ra lệnh luân phiên canh gác và nghỉ ngơi. Đến 12 giờ đêm, tất cả đều phải thức để sẵn sàng tác chiến. Khi nào địch di chuyển đến giữa ngã ba, tôi sẽ đích thân bấm trái mìn Claymore tại đây thay cho lệnh khai hỏa. Tuyến quân của Ibrock là nỗ lực chính tấn công và chốt địch phía sau. Kiểm soát các tiểu đội xong, tôi trở về vị trí, dựa lưng vào một mô đất, duỗi đôi chân ra nghỉ. Khoảng hơn nửa giờ sau, có tiếng vài con chim lạ, dấu hiệu có người. Tôi đang nghe ngóng và phân vân, không biết mấy con chim này thấy ta hay địch thì giật mình bởi tiếng mìn Claymore nổ chát chúa ngay hướng trước mặt. Bên kia đường, sau tuyến của Ibrock cùng những tiếng la hét thất thanh, nhiều tràng đạn khai hỏa từ cánh quân của Ibrock, rồi tiếng súng địch nổ khắp nơi, có cả tiếng trung liên, đại liên và B-40. Những vệt đạn lửa đang xéo trên đầu trong màn đêm tĩnh mịch. Hỏa lực địch tập trung vào vị trí tiểu đội của Ibrock. Tôi nghe tiếng hô xung phong của địch và biết lực lượng địch ít nhất cấp đại đội, nên không thể liều lĩnh.
Hơn nữa, tôi chưa nắm vững được tình hình và vị trí địch. Tiểu đội Ibrox chống trả mãnh liệt. Nhờ nằm dưới một con mương khô, bám được vị trí che chắn tốt và những tràng đạn trung liên cùng những quả lựu đạn M26 liên tục tung ra hiệu quả, nên cánh quân của Ibrox giữ vững được phòng tuyến. Sợ địch phát giác nên lợi dụng khi có tiếng súng và lựu đạn nổ, tôi báo cáo vắn tắt cho ông đại đội trưởng, xin tiếp ứng và pháo binh. Nhưng không thể cận yểm được vì địch với ta quá gần nhau, nên tôi chỉ xin tác xạ vào các điểm tiên liệu ngay sau lưng địch, vừa uy hiếp vừa dồn chúng lại để chúng tôi đánh bằng lựu đạn. Hai tiểu đội còn lại bên này đường đã nhanh chóng dàn mỏng đội hình dọc theo con lộ, tạo thành một tuyến hình chữ L để đánh bên sườn địch. Cây trung liên cùng với khẩu M79 của hạ sĩ Hà di chuyển liên tục khai hỏa vào bên hông địch, để vừa không lộ vị trí, vừa nghi binh, để bọn chúng nghĩ là lực lượng chúng tôi đông đảo hơn, chứ không phải chỉ một trung đội. Địch không còn tập trung áp đảo tiểu đội của Ibrox, mà bung ra hướng tôi đối phó. Khẩu đại liên của chúng chuyển hướng, liên tục khạc đạn vào chúng tôi trong một khoảng cách thật gần với tầm rất thấp, làm chúng tôi không ngóc đầu hay di chuyển được. May mắn là có một con mương nhỏ dọc theo lề đường tương đối an toàn để chúng tôi ẩn nấp. Tôi gọi xin pháo binh bắn hai quả soi sáng. Khi trái sáng được bắn lên, tôi thấy vị trí khẩu đại liên của chúng được đặt trên miệng một cái hố lớn bên kia đường, có xạ trường tốt. Rất khó khăn và nguy hiểm để chúng tôi có thể băng qua con đường đất, tiếp cứu tiểu đội Ibrox. Bỗng có người đập nhẹ vào vai. Quay lại, tôi nhận ra Hà. Anh ta dúi khẩu M79 đã hết đạn cho tôi và bảo cho anh xin thêm hai quả lựu đạn để triệt khẩu đại liên ác ôn của tụi nó. Lúc ấy, mọi người lính đều được trang bị hai quả lựu đạn M26. Tôi chưa kịp hỏi gì thì Hà biến mất. Cầm chân được chúng tôi, địch lại tập trung áp đảo và bao vây tiểu đội Ibrox. Tiếng địch la hét hô xung phong nhằm uy hiếp tinh thần. Bỗng tôi nghe ba tiếng lựu đạn nổ liên tiếp cùng những tiếng la hốt hoảng và tiếng chân của quân địch chạy. Tôi nghĩ ngay đó là lựu đạn của Hà. Khẩu đại liên của địch im tiếng. Chúng tôi nhanh chóng băng qua đường và đồng loạt tập kích bên cạnh sườn địch bằng một loạt những quả lựu đạn tung ra cùng một lúc. Trên 20 trái lựu đạn tạo thành tiếng nổ kinh hồn như rung chuyển cả cánh rừng và mặt đất. Bọn địch tháo chạy dưới những tràng đạn pháo binh của ta bắn chặn. Chúng tôi có lệnh không truy kích vì chưa kiểm soát được tổn thất và bắt tay với cánh quân của Ibrox. Tôi lên tiếng gọi Ibrox, bảo ngưng mọi tác xạ và tránh ngộ nhận. Tôi sẽ đến gặp. Khi tôi vừa bắt tay Ibrox thì Hà cũng vừa chạy đến. May mắn cả hai đều không thương tích. Tôi bảo lần này nhờ vào sự can đảm liều lĩnh của Hà, diệt được khẩu đại liên địch mới kịp tăng cường cứu nguy cho Ibrox. Ba thằng vội vã ôm choàng lấy nhau. Ibrox bảo vừa đánh địch phía trước vừa phải đề phòng sau lưng vì sợ mũi công tác của Việt Cộng từ trong làng kéo ra. Tôi bảo Ibrox để một bán tiểu đội và tổ trung liên nằm tại chỗ đề phòng phía sau. Pháo binh tiếp tục bắn trái sáng để chúng tôi bung ra lục soát. Rất may mắn, như một điều kỳ diệu, bên ta chỉ có hai binh sĩ thường bị thương, đều thuộc tiểu đội bên cánh của Ibrox. Địch bỏ lại 9 xác chết và 12 vũ khí đủ loại, trong đó có một đại liên bị hư hại và một khẩu K-54. Hai tên bị thương nặng chúng tôi bắt sống. Đa số địch chết vì lựu đạn và mìn Claymore.
nằm tên bành sát dưới cái hố lớn nơi đặt khẩu Đại Liên, bị Hạ Sĩ Hà tiêu diệt. Khi đại đội tiếp ứng đến nơi, tình hình đã hoàn toàn yên tĩnh. Ông đại đội trưởng ôm lấy chúng tôi mừng rỡ. Cả đại đội được lệnh vừa di chuyển về vị trí tiểu đoàn, vừa an ninh lộ trình để xe tản thương đến đưa thương binh về bệnh xá, kể cả hai tên địch. Sáng hôm sau, chúng tôi được ông tiểu đoàn trưởng và ông tiểu khu phó đến thăm, bắt tay khen ngợi, bảo là tin tức tình báo không chính xác. Đám Việt Cộng vừa tao ngộ chiến với chúng tôi không phải là mũi công tác như được cho biết là đã xâm nhập vào làng từ lúc chạng vạng tối. Thực ra, đây là đại đội địa phương của chúng đã hạ sơn trễ, mục đích chiếm ngôi làng này và tấn công quấy rối vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn. May mà chúng tôi phát giác và phản ứng kịp thời. Tôi gọi Hạ Sĩ Hà đến và kể lại thành tích bất ngờ nhưng hào hùng của anh. Hai ông cười, bắt tay Hà khen ngợi. Chiến công bất ngờ lần ấy, trung đội tôi được tưởng thưởng 5 anh dũng bội tinh, 1 ngôi sao vàng và 4 ngôi sao bạc. Điều vui hơn là từ hôm đó, ông tiểu đoàn trưởng đã nhìn Hà bằng cặp mắt khác, có nhiều thiện cảm hơn.